chiều ngày 21 tháng 3, đoàn công tác huyện Phú Yên, tỉnh Sơn La đã có chuyến tham quan kết quả phát triển du lịch, thu hút công nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Nghi Xuân. Lãnh đạo huyện tiếp và làm việc cùng đoàn có Bí thư huyện ủy Trần Báo Hà, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Nguyễn Văn Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phạm Tiến Hưng cùng các đồng chí trong Thường vụ huyện ủy và các phòng ban. Đoàn đã đến tham quan nhà máy sản xuất bao bì Vinh tại khu công nghiệp Gia Lách, tham quan khu đô thị Xuân An, khu dân cư kiểu mẫu thôn Phong Giang, xã Tiên Điền và các mô hình du lịch homestay. Tại huyện Nghi Xuân, đoàn công tác huyện Phủ Yên đã được lãnh đạo huyện Nghi Xuân thông tin những kết quả đạt được của huyện nhà trong thời gian qua trên tất cả các lĩnh vực thu hút đầu tư, du lịch và chia sẻ kinh nghiệm về công tác lãnh đạo chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Qua tham quan thực tế và trao đổi, đoàn công tác huyện Phủ Yên đã chúc mừng và đánh giá cao những kết quả nổi bật của huyện Nghi Xuân đạt được trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Phú Yên là huyện còn gặp nhiều khó khăn, hiện nay mới chỉ có 2 trên 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Chuyến tham quan học tập lần này là những bài học kinh nghiệm quý, góp phần giúp cho huyện Phú Yên triển khai xây dựng nông thôn mới tại địa phương đạt kết quả cao.